Lô lô lô. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming. Và Diệt Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Ở video này thì Khải sẽ mua một cái bẩn 540 kèm theo một cái đai lưng thông pháp 17 và 530 nha anh em. Chung là muốn mua ạc đường môn và mua đồ đầu tư đường môn rồi đắm mà tầm này mua không ai bán nữa. Nên là ở cái video này thì Khải vẫn đầu tư cái đồ đường môn, đỡ sau này có mua ạc được thì tính. Với lại Khải ở trong cái video này thì Khải quyết định Khải sẽ mang vũ khí 540 và nón 540 để đặt móc 580 để có thể giao tranh những trận tống kim 21 giờ nha anh em. Và nếu như Khải mang theo cái hướng đó thì Khải sẽ được 80 500 và hơn 80 chón nè. Nói chung là bỏ đâu. Nói chung là Khải đánh kiểu bây giờ thì Khải sẽ không mang lôi sắt nội công nữa. Khải sẽ bỏ đâu. Và Khải sẽ chuyển về cái hướng cho võ đan, đó là mắt 80 làm chậm và mắt 80 chón. Vì cái thời gian này thì khá là nhiều anh em sang lên bài bot ra vũ khí 580 rồi, vũ khí 540 chứ. Ra vũ khí 540 rồi nên là bây giờ bắt đầu đi theo hướng 80 chậm và 80 chón là ok rồi đó. Tại vì nó đủ đồ rồi. Đó, còn đại lưng này Khải mua một kim này. Rồi cái bóng này Khải mua 9 kim. Đó. Đó anh em, hai món là 10 kim. Rồi. Nói chung thì cũng cảm ơn hai lúa đã san sẻ lại những món đồ mát ổn như thế này. Và ok, không có gì hơn. Chúc anh em xem video này vui vẻ và cũng như like và chia sẻ video này để lấy cái động lực Khải ra nhiều video lên đồ hơn nha anh em. Có tinh hồng bảo thạch không? Bán xấu cục. Đó, lần này thì cái bổng 80, bổng 40 nó Khải sẽ đi theo hướng bổng và nón. Nón với vũ khí nè, nón vũ khí thì Khải sẽ đi theo gia truyền thủy với áo mộc như hồi xưa. Đó. Thì Khải sẽ được 80 chón và 80 chậm. Thêm. Sẽ anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nè ơi. Video này thì Khải sẽ up lên kênh và để Khải đi lọc đồ lại cho anh em xem đồ chuẩn bị lên đảo nó sẽ như thế nào. Đây. Lần này Khải sẽ lên đảo, Khải sẽ bỏ cây hướng chón, bỏ cây lôi sát đi nè. Khải sẽ không đánh lôi sát nữa. Hôm nay thì mình ưu tiên cái hiệu ứng hơn nè, tại vì đồ hiệu ứng đã đủ rồi. Tại vì cái bóng nó khá rẻ, tầm này nó 10 kim thì Khải thấy nó khá rẻ nè, không có mắc nữa. Tầm 90 kim một cây, 540 và dòng một như thế này thì Khải thấy là ok rồi, không có dọn, không phải là mắc, không phải là quá mắc. Nên là mình có thể chơi được hướng này nè. Đó. Còn đây lần này Khải sẽ đưa bạn đường môn. Đường môn thì bật mới cho anh em một tí. Sắp đến đây Khải sẽ là một ạc đường môn cấp 79 để đánh tống kim sơ cấp nha anh em. Ví dụ như hôm nào vui vui thì giao tranh tống kim sơ cấp, giao lưu chơi. Còn buồn buồn thì cũng có thể đánh tống kim ạc chính này là chỗ đang anh em. Đó, nói chung thì mình có thể đi một lúc hai ạc được. Ví dụ như trận này đánh tống kim sơ thì ngày hôm sau đánh tống kim trung vậy thôi, cho nó thay đổi cái không khí cho nó vui nè. Chứ giờ nhiều khi đánh một thế trận, nhiều khi anh em xem đi xem lại cũng hơi chán. Nên là ở video này thì Khải cũng cố gắng lên đồ một lúc hai ạc luôn nè. Đây, đây là Khải lóc ạc, Khải lóc ạc cho anh em xem và chuẩn bị đồ này, chuẩn bị đồ đầy đủ rồi, chuẩn bị lên đảo thôi. Khải mới về cảng này làm đồ. Anh Trang. Đây là mấy đồ giờ đang. Hôm nay thì chắc chắn sẽ đặt móc đẹp anh em, sẽ đặt móc 100 chón. Lần này sẽ đặt 100 chón và 80 chậm. Khải sẽ bỏ hiệu ứng, Khải sẽ bỏ lôi sát đi. Khải sẽ bỏ lôi sát đi. Lọc ạ, vô cho anh em xem. Đồ sẽ đồ rồi. Hôm nay đồ sẽ đồ rồi. Tìm đâu ra hình bóng say nhân. Bên người ai ngủ. Sa cô đưa trở về san tân trong vui quy nói lên đi ta. Anh nào đồ anh em đợi tí. Đây anh em. Cho anh em xem thì vừa rồi mua được cái bổng rồi đúng không? Thì Khải sẽ đi bổng với vũ khí. Đó. Hiện tại Khải có hai cái nón, không biết cái nón nào đẹp hơn.
nhìn vào sơ vào thì cái nón 140 làm chậm nó sẽ đẹp hơn nè. 145 sinh lực chứ, cộng 540 dòng 1 nó sẽ rất là đẹp. Còn nón này thì chỉ có 77 thôi, thì đỡ cứ bỏ hết qua. Rồi đi kèm đỡ kích được cái nón với lại cái vũ khí thì Khải sẽ mang cái áo mộng này. Đó, là Khải sẽ được 80 làm chậm rồi, đúng chưa? Khải được 80 làm chậm rồi. Khải sẽ mang cái kháng cả này và kèm theo chón 30 thì Khải sẽ được 100 chón như năm. Rồi cái nhẫn này đã kết cái gia truyền xong vậy thôi. Những món đồ này thì, ở cái set trước thì anh em cũng có thêm xem rồi. Set trước thì Khải được 90 chón, 90 chón và 40 làm chậm từ cái nón. Còn lần này thì Khải mua được thêm cây vũ khí thì quá tuyệt vời rồi năm. Khải mua thêm được cây vũ khí này thì đạt mốc 80 chậm thì Khải nghĩ sẽ giao tranh rất là ok. Giao tranh với hiệu ứng 80 chậm thì Khải nghĩ rất là ok luôn. Đó, set đồ xong nha anh em. Đây, đây là set đồ mới. Đó, cây vũ khí này. Đó, gia truyền này. Đó, mà được kết gia truyền lấy 30 chó thì phải cái nhận dưới. Đó, đúng chưa? Xong. Set đồ này Khải hoàn toàn là xong. Đó, anh em xem đúng chưa? Ok luôn. Tuyệt vời. Bao tay này anh em, Khải mới sắm được bao tay mới này anh em không? Bao tay mới thì kháng hỏa với lại chón 40. Chón 40 thì đi kèm với gia truyền là 70, được chưa? 70 và kèm theo ngọc bội Khải là sẽ được 100 chón. Đó. Lần này do đang Khải sẽ mất hiệu ứng. Bỏ đi lượng đam từ cây lôi sắc nội công này. Đó, vậy thôi nè. Với lại 85 chậm 70 chó thì Khải thấy là sẽ ok. Cái áo này sẽ không kết được kháng lo nha em. Áo này Khải thì lấy phục hồi với lại sinh lực 91 thôi. Sinh lực thôi. Đó, hai cái món này là lấy hiệu ứng 80 chậm. Khá đẹp. Chỉ chuyện hơn là được cái chuyện kháng cả chó 30 nha. Chứ không có thì khó biểu đồ lắm. Đó. Bao tay cũng ngập bò vẫn như cũ. Giày thì Khải sẽ thay đổi giày mới này vào. Đai lưng thì Khải sẽ thay đai lưng mới này vào. Đó, đai lưng kháng lôi cao nè. Rồi, ok anh em xem video đừng quên để lại một like chia sẻ nha. Và Khải sẽ bật mới cho anh em xem ạc đường môn. Rồi, Khải sẽ vào ạc đường môn. Chuẩn bị Khải sẽ làm một ạc đường môn 79 nè. Tại vì mua ạc không ra. Mà không ra nên là phải đành lụm một cái ạc tạo ạc mới. Hôm qua thì Khải có tạo sẵn rồi. Khải đang ủy thác không biết giờ bao nhiêu cấp rồi. Cũng có làm cho nó cánh làm nhiệm vụ các kiểu rồi. Được cái đai lưng này Khải cho nó qua. Rồi cả đai lưng một này rồi. Đây. Khải sẽ cho nó qua đường môn. Đây. Môn này. Đây đường môn được 60 cấp rồi. Qua 12 giờ nó Khải up lên 79 nữa xong. Tại vì set đồ này thì khá là ok. Hãy cho anh em xem. Đây. Đây Khải sẽ bọc mới cho anh em xem set đồ. Một cái nón. Thôi set đồ để từ bọc mí đi. Đó. Hiện tại còn một nón thân pháp 17 nữa. Và chút nữa Khải sẽ mua một gia truyền kháng cả 11 hợp mộc nữa. Khải có một cái nón thông pháp 17 làm chậm 30. Đai lưng này 17-30 mới mua lúc nãy một kim. Lại nhẫn này lúc trước mua một kim. Đó, hiện tại bây giờ là ba món thông pháp làm chậm rồi. Thì Khải nghiên cứu mua thêm một bao tay nữa. Khải sẽ lúc đó Khải sẽ sâu đồ toàn diện ngạch đường môn 79 này cho anh em xem. Và nếu như chán được môn 79 thì có thể mua được ạc thì mình sẽ đánh tống kim bên trung cấp anh em. Đó. Ví dụ như mua được ạc thì Khải sẽ chuyển hết set đồ này qua. Tại vì đầu tư ạc 79 thì nó không bao nhiêu, khoảng tốn một kim hơn. Khoảng 5-70 nghìn là cao lắm 100 nghìn là khá có một ạc 79 rồi. Đợi đánh vô lưu tống kim sơ cấp cho anh em xem rồi. Còn đợi khi nào mua ạc được thì Khải sẽ chuyển tất cả đồ này về ạc đường môn cấp trên để đánh trung cấp nha anh em. Ok các bạn em, đừng quên cho một like chia sẻ để lần đầu tư này và cũng như có sự thay đổi về ạc đường môn mới nha.